Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây máy Maruyama. Cây máy này nó có tên là MB260 nha các bạn. MB260. Nó sở hữu một cái bích tông là 34 ly và dung tích xi lanh là 26cc nha các bạn. Dòng máy này là dòng Maru Châu, rất là to đùng luôn, 26cc mà rất là to các bạn, to đùng luôn, nhìn tướng rất là kịch cộm, trọng lượng cũng khá nặng nha các bạn, mới xuất sắc luôn, các bạn nhìn xem gì vậy, còn bóng lưỡng luôn, chưa xừ nha, máy đẹp xuất sắc luôn. Nó chạy một cái chế hòa khí quanh rồ nha các bạn. Chế hòa khí quanh rồ, nắp xăng kính. Xăng kính không có lỗ thông hơi nha các bạn, không có lỗ thông hơi. Rất là kính. Có ròn caro nè các bạn, rất là đã luôn. Này xăng pha nhớt nha các bạn. Đây. Cái này là biểu tượng của cây xăng và giọt nhớt nha. Xăng cộng với nhớt. Tỷ lệ thì theo kinh nghiệm của mình thì cỡ khoảng từ 20 phần 1 cho tới 16 phần 1 nha các bạn. 20 phần 1 là 50cc cho trên lít. 16 phần 1 là 65cc trên lít các bạn. Cỡ khoảng đó là vừa. Chạy chế hòa khí quanh rồi nha các bạn. Rất là đẹp luôn. Chế hòa khí ô tô tự động đó các bạn, chế hòa khí tự động, chế hòa khí quanh rồ tự động, nó chỉ có cây kim chỉnh tốc độ thấp và tốc độ cầm chừng ở đây nha các bạn, chỉnh ban đầu mình dặn ra cho nó dư xăng, bắt đầu dặn từ từ xuống thì tìm một cái chạy để mức độ ganh ti thôi nha các bạn. Kết hợp giữa cây này và cây này để tìm ra một cái mức độ ganh ti chạy thật là êm và ít ăn xăng các bạn. Ít ăn xăng thì phải đi trải nghiệm mới biết các bạn. Rồi nếu mà các bạn chỉnh cây này sâu quá, ít xăng quá, nó sẽ thiếu xăng, nó giật không chạy các bạn, giật rất là chậm chạy. Bạn nhìn xem cái chế hòa khí nó nè, mới một cái mới tinh kỳ lạ ha, rất là đẹp luôn cái chế hòa khí, tinh luôn. Cái e này là e bằng sắt nha, độ bền rất là cao, bộ e này. Độ bền rất là cao các bạn. Chế hòa khí quanh rồ nha. Đây. Khí quanh rồ. Cho các bạn xem. Chế hòa khí quanh rồ nha các bạn. Và mét in ra bằng trong lốc luôn nha các bạn. Mét in ra bằng. Bằng nha. Một cây máy rất là tuyệt vời các bạn. Cây máy rất là tuyệt vời luôn. Mình nhắc lại nha, dòng này là dòng trâu nha. Chạy rất là trâu bò. Để mình lắp cái e vào nha các bạn, chụp vô e. Các bạn nhìn thấy máy rất là đẹp luôn, rất là lịch sự. Mà quan sát nè, cái nòng còn mới toanh luôn các bạn, rất là đẹp luôn. Chụp giật này, chụp giật siêu bền nha các bạn. Giật siêu bền, giật rất là nhẹ nhàng.
Dòng bô này là dòng bô hai mảnh ghép nha các bạn. Dòng bô hai mảnh ghép rất thuận lợi cho việc mình vệ sinh cái bô nha các bạn. Vệ sinh bô cho máy mạnh đó các bạn. Cái máy mình yếu quá là cái bô nó bị đóng. Đóng nó không thông hơi được nữa, cái máy rất là yếu. Do đó thường cái máy mình phải vệ sinh cái bô, bô xả đó các bạn. Để cho nó thông thì máy nó chạy nó mới mạnh được. Có chân dựng nha các bạn, để bảo vệ cái bình xăng mình cho nó bền hơn. Rất là đẹp các bạn. Máy rất là to, mọi chi tiết đều rất là đẹp các bạn. Tay ga giữ tích hợp công tắc nha các bạn. Tay nắm của Maru cực kỳ đã luôn, nhìn thấy ghiền luôn các bạn. Tay nắm nè, móc dây đeo nè, còn mới tinh luôn. Nhật bãi mà như vậy là nó đẹp dữ lắm, đẹp rồi các bạn. Nhật bãi thì nó dày bừa dữ lắm, nó chạy trụa, nó sức mẻ. Nếu mà nó còn nguyên dạng này là máy rất là đẹp các bạn. MB260 nha. Này an toàn sử dụng các bạn. Chắn cỏ đây, chắn cỏ zin, cùi nó đây các bạn, cùi 7 ly 7 khía, cùi rất là trâu luôn, rất là trâu luôn, 7 ly 7 khía, chống dính cỏ cực kỳ ha. Chống dính cỏ này thì siêu bền luôn rồi, bằng kim loại nha các bạn, chống mài mòn siêu bền luôn. Rất là mới các bạn, mới tinh luôn. Dao Makita nha các bạn. Dao rất là uy tín. Cắt không có văng cỏ nha các bạn. Không có văng cỏ lên mặt mình đâu. Dao Makita mình cứ theo cái kiểu mài của nó, mình mài hoài như vậy là dưới nè, dưới 7 8 trên 2 3 thôi, trên nè. Trên 2 3 thôi là chém nó không có bắn cỏ vào mặt mình nha, không cần cái chắn cỏ này luôn. Các bạn gỡ cái chắn cỏ này cắt đi. Các bạn khoát cái dao này vẫn không có bị văng bắn cỏ lên mặt, mắt mình không có bắn bụi bặm lên mắt mình các bạn. Lưỡi này là uy tín, rất là uy tín các bạn. Về các bạn trải nghiệm thử biết liền. Máy rất đẹp, đẹp xuất sắc luôn các bạn. Made in Japan nha các bạn. Tất cả đều made in Japan hết. Rất là đẹp luôn. Dòng máy này trâu lắm nha các bạn, rất là to, to đùng luôn. 26cc mà nó to đùng luôn. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem nha. Máy rất là nhạy luôn. Máy này các bạn rất là to luôn. Rồi thường thì động cơ hai thì mà bình xăng nằm phía dưới này thì bắt buộc mình phải bơm xăng nha các bạn. Nó chạy bằng da bơm xăng á, chứ không phải chạy bằng trái nổi, không phải mà chạy bằng phao xăng. Do đó là mình phải bơm xăng nha các bạn. Bơm xăng, đóng e và lên ga thì cái máy nó rất là nhạy nổ các bạn.
À, nhưng mà cái máy này nó đã lên xăng rồi nha các bạn. Nếu mà mình tiếp tục mình đóng e nữa là nó không chạy đó các bạn. Cho nên mình giật cho nó nổ, nó không nổ thì mình hãy bơm xăng nha. Rồi. Rồi, rất dữ các bạn. Các bạn nhìn rất là nhẹ nhàng, không có gì khó. Hết dây này ha, máy rất là mới, rất là nhạy các bạn. Một tua một thôi, 1 2 3. Ở trong đó, ở trong chụp giật mình chỉ còn một vòng một là nó vẫn nổ các bạn, giật rất là nhẹ. Kỳ luôn. Rồi, cái video mình giới thiệu cái máy cắt cỏ MB 260 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Nếu các bạn nào có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.